À, xin chào anh chị, thì em lên thêm cây gọng kính nhật nữa anh chị ha. Cây này cũng mạ vàng 18K, hàng của Nhật, cây này phun viền. Để đối với những cái dòng mắt phun viền này thì anh chị về có thể thay mắt kính được anh chị ha. Còn những cái dòng mà mắt nửa viền như vậy thì anh chị chỉ thay được dạng mắt kiểu dạng BK thôi. BK thì đeo nó nhẹ, còn thay mắt kính thì đeo nó sẽ nặng hơn. Và đối với những cái dòng phun viền này, có một số anh chị thích đeo mắt kính thì mình có thể thay cái dòng phun viền để đeo. Mắt khá là đẹp. Cái này thì gọng nó to hơn cái gọng kia một chút xíu. Là những cái dòng phun viền thì bao giờ cái gọng nó nhìn nó cũng chắc chắn hơn. Những gọng kia thì nó nhẹ, đeo nó sẽ nhẹ hơn. Còn một số anh thích đeo cái gọng chắc chắn, gọng to thì có thể lấy gọng này. Rất là ok. Cây này thì size to, size ngang của nó khoảng 14. Cây này size ngang khoảng 14. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo cho 0902 77552. Em cảm ơn.